Vụ tấn công xảy ra đúng dịp người dân hòn đảo này, phần lớn theo đạo Hồi, đang kỷ niệm lễ kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Bộ Ngoại giao Anh đã xác nhận vụ việc và khẳng định sẽ hỗ trợ các công tác điều tra. Theo cảnh sát địa phương, các nạn nhân bị thương ở vùng ngực, mặt và tay, song không nguy hiểm tới tính mạng. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ án. May mắn là cả hai nạn nhân đều chỉ bị bỏng nhẹ, không quá sâu vào da, nên quá trình trị liệu sau này sẽ thuận lợi hơn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa thủ phạm ra ánh sáng. Theo hãng thông tấn Anh Reuters, hai thanh niên người Anh này đang làm việc với tư cách tình nguyện viên tại một trường học. Vụ tấn công xảy ra khi họ đang trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tại Tanzania. Từ nhiều tháng nay, Tanzania cũng chứng kiến nhiều vụ việc tương tự, song chủ yếu là nhằm vào người dân địa phương và đặc biệt mang màu sắc tôn giáo. Cảnh sát Zanzibar đang mở cuộc điều tra để truy lùng dấu vết của những kẻ tấn công hai công dân Anh này. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân hợp tác để xác định danh tính thủ phạm, đồng thời cho biết động cơ vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ.